rồi mình biết cách lên mục tiêu thì mình cứ cầm giấy cầm bút mình lên cái mục tiêu đầu ngày của mình ha. Còn bây giờ thì Châu xin hướng dẫn anh chị em mình là người mới để mình biết cách lên mục tiêu, mình đi đến cái đích của mình nó nhanh hơn anh chị em ha. Và nói về mục tiêu thì mục tiêu là cái kim chỉ nam, là bản đồ chỉ đường để làm sao cho mình đi đến cái mục tiêu của mơ trong cuộc đời mình nó một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất. Thì trong cái mục tiêu á có ba loại mục tiêu: mục tiêu dài hạn nè, mục tiêu trung hạn và mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu dài hạn là mục tiêu mình đặt ra trong suốt cuộc đời của mình, về già về sau này thì mình mong muốn mình có cái nhà như thế nào, rồi cuộc sống của mình ra làm sao, đi du lịch đây đó chị em ha, rồi con cái của mình thành đạt ra làm sao. Nếu như mình không đạt được thì mình cảm thấy là sẽ là nuối tiếc suốt cả cuộc đời mình. Và nếu mình làm được, mình cảm thấy đây là cái niềm vui nhất trong cuộc đời, thì đó chính là cái mục tiêu dài hạn của mình. Tiếp theo là mục tiêu trung hạn. Mục tiêu trung hạn là mục tiêu mình lên kế hoạch trong từ 1 đến khoảng 5 năm để làm sao mà mình từng bước mình đi đến cái mục tiêu dài hạn anh chị em. Đó, mục tiêu trung hạn thì mình cũng ví dụ mình đặt mục tiêu là trong 3 năm nữa, trong 5 năm nữa mình sẽ có một cái nguồn thu nhập như thế nào ở VCA hay là ở bất cứ công việc gì cũng vậy ha, thì mình đặt mục tiêu như thế. Và sổ tiết kiệm của mình là bao nhiêu, tại VCA thì mình có là bao nhiêu nhánh 3 sao ví dụ vậy. Đó là cái mục tiêu trung hạn. Và mục tiêu cuối cùng á, là mục tiêu ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn là mục tiêu rất là quan trọng luôn. Mình lên kế hoạch mỗi ngày, mỗi tháng hay là trong năm để làm sao mà từng bước mình mới đạt được mục tiêu trung hạn và sau đó là mục tiêu dài hạn. Rồi nói về mục tiêu ngắn hạn thì mình phải bảo đảm được những cái yếu tố sau anh chị em. Thứ nhất đó là phải chi tiết rõ ràng, càng chi tiết càng tốt. Ví dụ mục tiêu của mình sau này là mình có nhà, có xe, thì chiếc xe là hiệu gì, màu gì, bao nhiêu tiền. Đó, để hôm nay mình phải làm từng bước như thế này nè. Thì, ví dụ như mình đặt mục tiêu là tháng này mình đạt đại lý 1 sao thì mình chia nhỏ ra từng ngày phải không? Mỗi ngày là mình bán được 1 triệu pipoy ví dụ như vậy, mình giới thiệu công việc cho bao nhiêu người, đó là phần chi tiết. Và thứ hai á là nó phải đo lường được, nó đo lường được là như nãy cho nói đó, mình bán mấy sản phẩm nè, bán cho ai nè. Recording in progress. Rồi mình làm công việc gì, mình giới thiệu việc đến bao nhiêu người, đó là mình đo lường được. Và thứ ba là nó phải khả thi. Mục tiêu mình đặt ra nó không có quá cao so với mình. Tại vì quá cao thì mình cảm thấy mục tiêu nó xa vời, nó nặng nề. Đó cho nên là mình đặt trong cái tầm tay mình, tầm với của mình, ví dụ như cao hơn một chút để mình có cái sự cố gắng, sự nỗ lực chứ không được là quá cao. Tuy nhiên là cũng mình cũng không đặt mục tiêu cái gì mình cũng làm được dễ quá, nói ra cái làm được liền thì mình cũng tạo cái tâm lý là mình sao lãng cái mục tiêu của mình và coi thường nó đó. Và thứ tư, mục tiêu của mình là phải thực tế anh chị em. Thực tế có nghĩa là nó phù hợp với điều kiện hiện tại của mình. Ví dụ hiện nay có anh chị em nào mình mới làm cộng tác viên thôi thì mục tiêu tiếp theo là mình sẽ đăng ký đại lý anh chị đó. Và nếu đã mới vào mình đăng ký đại lý rồi thì mình đặt mục tiêu đầu tiên là mình sẽ đạt đại lý chuẩn đó, rồi từng bước có thể là tiếp theo là đại lý 1 sao, 2 sao hay là 3 sao, thì đó là mang tính thực tế. Và một cái điều không kém phần quan trọng đó là mục tiêu phải có thời gian hoàn thành. Ví dụ trong đầu ngày thì anh chị em mình lên khoảng vài mục tiêu ha, từ 3 đến 5 mục tiêu để mình thực hiện trong ngày hôm nay. Thì ví dụ như sáng nay là mục tiêu của tôi là phải hoàn thành được cái chương trình hôm nay em sáng nay, nó là từ 5 giờ đến 6 giờ 30 ví dụ vậy. Và những mục tiêu tiếp theo là phải có thời gian để mỗi ngày mình để cái chỗ nào mà mình dễ đi ra đi vào, dễ nhìn được cái mục tiêu mình nhất á, thì mình nhìn bây giờ 9 giờ rồi mà sáng giờ mục tiêu thứ nhất chưa xong nữa, ví dụ bây giờ là 2 giờ chiều mà mục tiêu thứ hai chưa xong, thì lúc đó là mình có mình điều chỉnh một cách kịp thời chị em ha. Thì mỗi ngày
ở BC á, thì mình chỉ có hai việc chính, đó là bán hàng và tuyển dụng. Anh chị mình cứ làm lên mục tiêu đều đặn mỗi ngày, mình làm đều, mình làm đúng, mình làm đủ. Mục tiêu hôm nay chỉ cần hơn hôm qua một chút xíu là một năm là mình đã có được hơn 365 ngày, đúng không? 365% rồi. Đó thì từng bước là mình sẽ đạt đến cái mục tiêu dài hạn của mình. Thì bây giờ Châu cũng xin mời anh chị em mình là mình cầm giấy cầm bút lên, mình lên cái mục tiêu đầu ngày. Mình có thể nhắn vào cái khung trò chuyện này hoặc là nhắn vào cái nhóm mà có leader của mình á, để leader của mình cùng theo dõi cái mục tiêu của mình và có thể là hỗ trợ để cho mình hoàn thành cái mục tiêu của mình một cách là hợp lý nhất và dễ dàng nhất anh chị em ha. Châu cũng xin cảm ơn cả nhà mình nãy giờ đã lắng nghe và xin chúc cả nhà mình hôm nay là ngày thứ sáu, một ngày cũng gần cuối năm rồi, mình bảo đơn nha anh chị em nha, mình hoàn thành cái mục tiêu cuối năm của mình để năm sau mình rực rỡ hơn. Rất là cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe. Châu xin nhường mic lại cho MC nha. MC ơi. Mở mic chị Dung ơi. Cảm ơn chị đại lý Minh Châu với phần lên mục tiêu hết các anh chị, thì thấy các anh chị hãy thảo hạ thả đi một lần nữa. Cảm ơn chị Minh Châu đi các anh chị ha, và đặc biệt là những anh chị nào mới thì chúng ta nhìn lên cái phần cung chat, các anh chị sẽ thấy cái phần lên mục tiêu của những anh chị đi trước, nên là các anh chị hãy ghi vào để chúng ta gửi lên leader của chúng ta, để các leader của chúng ta hỗ trợ nha các anh chị ha. Thế thì hôm nay các anh chị đã thấy cái banner của chúng ta là gì rồi đúng không ? Thì các anh chị biết không, từ khi bước vào BCA Dung mới trở thành một cái MC như thế này, chứ thật ra là giáo viên đứng trên bục giảng nhưng mà nói trước mọi người thì Dung cũng rất là run. Nhưng mà đặc biệt là BCA đã tạo điều kiện cho mình phát triển bản thân rất là nhiều. Tuy nhiên là cái việc mà Dung làm MC thì không không bao giờ bằng những anh MC chuyên nghiệp đúng không các anh chị? Và Dung đã thấy trên Zoom của chúng ta ngày hôm nay đó là một cái chị MC rất là xinh đẹp và là một biên tập viên nổi tiếng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị hãy thả hoa thả tim một lần nữa để chúng ta biết là hôm nay chúng ta sẽ trao đổi và giao lưu gặp gỡ với vợ chồng anh chị nghệ sĩ, đó là anh Quốc Cơ và chị Hồng Phượng. Đây là một chị MC rất là nổi tiếng và là một người yêu và say mê với công việc truyền hình, là một MC và biên tập viên tài năng và từng tham gia cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình giải Yến Vàng năm 2006. Chị là MC của đài truyền hình nổi tiếng và đặc biệt là làm MC của nhiều chương trình giao lưu về văn hóa với các nước, đặc biệt là duyên dáng truyền hình và sân chơi của những nữ MC xinh đẹp. Đặc biệt chúng ta thấy trên màn hình của chúng ta đó là anh Quốc Cơ, một trong những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng có mặt, đã bắt đầu sự nghiệp từ năm 4 tuổi các anh chị, chờ một chút xíu, xin lỗi các anh chị ha, và rồi chờ một chút xíu nha, giờ con nhìn cô chú rồi rất là đẹp đúng không, và các anh chị Dung không chờ lâu nữa, để các anh chị chờ lâu nữa ha, các anh chị mời các anh chị cùng trao đổi gặp gỡ với giao lưu với anh Quốc Cơ và chị Hồng Phượng ạ. Xin cảm ơn chị Nhung rất là nhiều ạ. Các anh chị có nghe rõ Phượng nói không ạ? Rõ Phượng ơi. Dạ. Xin cảm ơn chị Nhung rất là nhiều với lại một cái phần giới thiệu rất là hoành tráng. Nghe chị Nhung giới thiệu xong là mình tỉnh ngủ luôn. Cảm ơn các anh chị. Rất là vui khi mà ngày hôm nay được gặp các anh chị trong cái khung giờ vàng của BCA, đó là 5 giờ sáng, một khung giờ cũng khá là rất là đặc biệt và đặc trưng của BCA ha. Và thật sự là Cơ và Phượng khi mà tham gia vào mạng lưới nhà cung cấp của BCA thì mới bắt đầu tập làm quen với khung giờ này. Tại vì trước đây thì cái giờ giấc của Cơ và Phượng thì đặc điểm công việc cho nên là nó không có ổn định, lúc sớm lúc trễ. Nhưng mà từ khi mà tham gia vào mạng lưới nhà cung cấp của BCA thì mình đã cố gắng dậy thật sớm để có thể gặp mặt được tất cả các anh chị, để nghe các anh chị trao đổi và đóng góp ý kiến về những thông tin sản phẩm của mình. Hồi nãy chỗ chị Nhung thì Phượng thấy rất là dễ thương, là khi mà chị đang giới thiệu thì cái bạn trai ở nhà bạn nhảy ra và bạn đòi mẹ, thì rất là giống bạn Bắp ở nhà các anh chị. Bạn Bắp ở nhà là mỗi lần mà ngủ dậy là bám anh Cơ là sát nút luôn.
Và Phượng nói như thế là bởi vì là cái khung giờ 5 giờ này cũng rất là thuận tiện cho Cơ và Phượng, bởi vì các bạn nhỏ chưa có thức dậy, chứ các bạn nhỏ mà thức dậy là thôi mình cũng bó tay luôn, mình cũng không thể nào mà ngồi đây để mà có thể trao đổi bình tĩnh và rõ ràng với nhau được. Cảm ơn chị Nhung rất là nhiều đã khắc phục những cái trở ngại về cái công việc gia đình của mình, khắc phục về vấn đề thời gian để có thể làm MC, đem lại một cái nguồn năng lượng rất là tích cực cho tất cả các thành viên trong tổng đại lý Ngọc Ngân ngày hôm nay. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin chào các anh chị ạ. Lúc hồi nãy thì Cơ vào Zoom này cũng lâu rồi, thì tôi cũng thấy là mấy anh chị bắt đầu khởi động nè, mấy anh chị làm nóng rồi, mấy anh chị xem những cái clip tạo động lực nè, rồi có đại lý Hùng, cả anh Hùng mà có một cái sức khỏe rất là tốt, mặc dù là thấy là anh cũng nghe chị Dung giới thiệu là anh cũng đã 60 tuổi rồi mà anh cũng có tràn đầy năng lượng và tập những cái bài tập mà thấy là nó rất là có thể nói là ở độ tuổi của anh cũng ít người có thể làm được những cái động tác nhanh. Thật sự là vào Zoom này á, thấy là tất cả mọi người có những cái năng lượng rất là tràn trề luôn, và Cơ cảm thấy là Cơ cũng nên học hỏi các anh chị rất là nhiều. Hy vọng là trong công việc nè, cũng như là trong những cái vấn đề mà gìn giữ sức khỏe, thì chúng ta có thể trao đổi, chúng ta có thể chia sẻ với nhau để chúng ta giúp chúng ta phát triển hơn nữa ạ. Dạ thưa các anh chị, là trong cái lúc mà chúng ta trao đổi những cái thông tin với nhau á, nếu mà các anh chị nào mà có ý kiến á, thì chúng ta có thể nhắn vào group group của mình, hoặc là các anh chị có thể đưa tay lên để mà Cơ và Phượng có thể dừng lại để trao đổi ngay và chi tiết hơn với các anh chị. Thật ra cái câu chuyện ngày hôm nay á, nếu mà nói là giới thiệu về sản phẩm của gia đình á, thì thật ra nó cũng không đúng lắm đâu. Thật ra là Cơ và Phượng thật sự muốn là chia sẻ cái câu chuyện của sản phẩm của gia đình đến với các anh chị thì nó sẽ đúng hơn. Bởi vì thật ra cái sản phẩm cao xoa thảo dược giang á, là một cái sản phẩm rất là tâm huyết của gia đình quốc cơ quốc nghiệp và đã có lịch sử hơn 30 năm rồi, từ thời mà ông nội của anh Cơ á. Nếu mà các anh chị nào mà say mê võ thuật á, thì chắc hẳn là cũng không thể nào mà chúng ta không biết được đến võ sư Giang Hải Long đúng không ạ? Nghe nghe tên rất là quen đúng không các anh chị, nghe cái là giống TVB liền đúng không anh chị? Nói chung là ông nội Giang Hải Long là một trong những võ sư nổi tiếng ở quận 5 nói riêng và thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Và nếu mà các anh chị nào mà thường xuyên theo dõi thì sẽ thấy là ông là một trong 100 người có tầm ảnh hưởng trong tập bộ sưu tập ảnh 100 người có tầm ảnh hưởng tại thành phố Hồ Chí Minh vào thời điểm bấy giờ của nhà nhiếp ảnh Nguyễn Á. Thì chính ông cũng là cái người đã sáng lập ra cái cao xoa thảo dược giang này để dành cho những thành viên trong gia đình thôi, chứ chưa có bán nha anh chị. Chủ yếu là những thành viên trong gia đình, bởi vì gia đình anh Cơ là một gia đình có truyền thống về võ thuật, cho nên là tất cả những cô dì chú bác anh chị ở trong dòng tộc á, thì đều rất là say mê cái bộ môn này, và khi mà tập luyện thì thường là rất là dễ bị chấn thương, cho nên là cái cao xoa thảo dược giang này đã được vào thời điểm đó đã được điều chế dựa trên đặc điểm sức khỏe và cơ thể cụ thể của từng thành viên trong gia đình ạ. Như mọi người cũng biết thì gia đình của Cơ có ba đời làm nghệ thuật, thì từ đời ông nội là cha, bây giờ tới là quốc cơ quốc nghiệp. Thì như Phượng cũng vừa chia sẻ thì gia đình Cơ là ông nội cũng là một võ sư, cũng là một lương y. Võ sư thì lúc đầu thì ông cũng có rất là nhiều võ sinh tập luyện, mà những người tập luyện võ họ thường có những cái màn trình diễn võ công nè, rồi những cái màn mà đối kháng nè, cho nên là họ rất là dễ gặp phải những cái chấn thương. Và một số bạn võ sinh nó tập luyện những cái khí công rồi chặt gạch rồi đập gạch gì đó, khi mà họ tập như thế thì chắc chắn là những cái phần tay cơ họ sẽ bị chấn thương. Và khi mà chấn thương như vậy thì nó phải có một loại sản phẩm thảo dược nào đó để bôi vào, thứ nhất là để cho những cái phần chấn thương đó nó hồi phục, cái thứ hai là làm sao để cho cái phần tay hay chân nó cứng cáp hơn, nó săn chắc hơn, để chúng ta có thể lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa. Chính vì vậy thì ông nội của Cơ đã sản sản xuất ra một cái sản phẩm gọi là cao xoa thảo dược để cho mọi người sử dụng.
Sau đó thì ông nội Cơ đã mang cái sản phẩm này đến Bệnh viện Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng đã lấy cái sản phẩm này chữa trị cho rất là nhiều các anh chị em ở đồng nghiệp nè, sau đó là cho các bệnh nhân. Song song đó thì ông nội bắt đầu đưa ba của Cơ và Nghiệp vào Bệnh viện Y học Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh, và hiện tại thì ba của Cơ và Nghiệp vẫn đang công tác tại Bệnh viện Y học Dân tộc. Cho nên là mình cảm thấy được là cái vấn đề là cái sản phẩm này đã đến tay của người tiêu dùng từ rất lâu rồi, nhưng mà cái sản phẩm này lại không có bán ra ngoài, chỉ có là để chữa trị, và những người gặp phải những chấn thương ấy, thì ba Cơ sẽ sử dụng cái sản phẩm này cho những người đó, họ có những cái chấn thương ấy, họ phục một cách nhanh hơn. Thì Cơ và Nghiệp cũng đã sử dụng cái sản phẩm này đã hơn 20 năm rồi, và như mọi người cũng thấy là với những cái động tác xiết của Cơ và Nghiệp á, thì nó sẽ rất là dễ xảy ra những cái việc chấn thương nè. Thậm chí là thời thời điểm trước á, thì Cơ và Nghiệp còn bị thoái hóa cột sống cổ nè, rồi lưng nữa, rồi chật tay giật chân thì mình không cần phải kể rồi, bởi vì cái chuyện này chuyện rất là thường xuyên. Nhưng mà cũng rất là may là bởi vì cái bài thuốc của ông nội Cơ và Nghiệp đã được ba Cơ bào chế, tiếp 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 nói cái thế hệ mà cao xoa này, làm sao để cho khi mà Cơ và Nghiệp sử dụng cái sản phẩm này, nó có thể hồi phục một cách nhanh chóng nhất, và nó có thể giúp cho Cơ Nghiệp có thể vững vàng hơn trong cái việc biểu diễn. Chính vì vậy thì thời điểm này thật sự là Cơ rất là muốn chia sẻ cái sản phẩm của chính gia đình mình đến tất cả mọi người, bởi vì tình yêu đó của cha đã nghiên cứu, đã gây dựng cái sản phẩm này để cho hai anh em sử dụng, và hiện tại thì hai anh em cảm thấy là đã rất là nhiều năm sử dụng, đến hiện thời điểm hiện tại thì Cơ và Nghiệp đã vẫn có thể chinh chiến, vẫn có thể biểu diễn, vẫn có thể làm được những cái mà ở cái tuổi này mình nghĩ là nó cũng rất là hạn chế rồi. Thì Cơ đầu tiên á, thì muốn kể sơ lược về cái gia đình của mình và cái nguồn gốc vì sao lại có cái sản phẩm này. Và bây giờ thì Cơ sẽ đi vào chi tiết sâu hơn về cái sản phẩm này. Hiện tại á, thì gia đình Cơ đang có hai cái dòng sản phẩm, đó là một dòng á, là dùng là thẩm thấu nhanh này. Thẩm thấu nhanh ở phía trên á, thì có một cái bao bì có hình ảnh của Cơ và Nghiệp. Cơ và Nghiệp không hiện tại là không có đại diện cho một cái sản phẩm về sức khỏe, về cao xoa như thế này. Thì cũng có rất là nhiều người đề nghị Cơ và Nghiệp quảng bá cho cái sản phẩm của họ, ví dụ như là Salon Bath nè, rồi Hinsamitsu nè, rồi Tiger Balm nè. Thì những người bên đối tác á, họ muốn Cơ và Nghiệp đại diện hình ảnh cho họ, nhưng mà thực sự là Cơ và Nghiệp đã từ chối rồi. Vì sao từ chối thì bên ấy cũng chưa hiểu và cũng chưa biết được, bởi vì gia đình Cơ cũng đã có một cái sản phẩm rất là tốt, rất là tuyệt vời khi mà Cơ và Nghiệp sử dụng, và hiện tại Cơ và Nghiệp muốn đưa cái sản phẩm này đến tất cả mọi người. Cái sản phẩm này là sản phẩm đây, thẩm thấu nhanh đó. Thì ở phía trên này cũng có một cái thông điệp là đây là tình yêu lớn nhất của cha dành cho Quốc Cơ Quốc Nghiệp, và bây giờ Quốc Cơ Quốc Nghiệp muốn chia sẻ tình yêu đó với tất cả mọi người. Đó là một cái sự chia sẻ, đó là một tình cảm thật của cha dành cho hai anh em, và hai anh em thật sự là muốn lan tỏa cái sản phẩm này đến nhiều người Việt Nam hơn, và thậm chí là Cơ và Nghiệp còn muốn đưa cái sản phẩm này ra ngoài thế giới. Chính vì vậy thì trong cái đợt tư thi vừa qua, Cơ cũng đã mang cái sản phẩm này cho tất cả các anh chị em diễn viên của xiếc thế giới cho họ sử dụng, và thật sự là sau khi mà họ sử dụng, họ cảm thấy rất là thích, và họ rất là mong muốn làm sao để đưa được cái sản phẩm này đến đất nước của họ. Đó, cái đường hướng tương lai mà Cơ đang rất là muốn phát triển cái loại sản phẩm này. Bây giờ Cơ nói sâu hơn về một tí về cái sản phẩm là tác dụng nhanh, thẩm thấu tốt. Đầu tiên thì mọi người thấy cái hộp màu đỏ thì mọi người cũng hình dung ra nó là một cái sản phẩm là có cái tính chất mạnh mẽ. Đó. Thì bây giờ Cơ xin mở ra cho mọi người xem. À, cái cơ chế chung chia sẻ với mọi người một chút xíu ngoài cái câu chuyện khá là đặc biệt mà mọi người vừa mới nghe 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 vừa rồi anh Cơ kể á, thì cái cơ chế chung của cao xoa thảo dược giang khi mà tác động vào da là một cái cơ chế phải nói là rất là đặc biệt, độc quyền. Phải nói đây là một cái công thức độc quyền không giống ai của gia tộc họ Giang, bởi vì khi mà cao xoa tác dụng, khi mà các bạn sử dụng thử cao xoa tác dụng vào da thì nó sẽ là cơ chế nóng và chuyển sang cơ chế lạnh.
Đúng rồi, à, đặc biệt nhất là cái sản phẩm là trong một sản phẩm mà nó có hai cơ chế rất là đặc biệt là ấm nóng đầu tiên và sau đó nó sẽ chuyển sang lạnh. À, vì sao lại có hai cái cơ chế như vậy? Thông thường á, khi mà chúng ta gặp chấn thương, chúng ta gặp phải những cái vấn đề về đau nhất á, đó là những lúc mà những cái mạch máu của chúng ta, máu huyết nó không có lưu thông. Vấn đề giống như là tay chân chúng ta bị bầm nè, rồi chúng ta bị đau nhất nè, thì máu huyết của chúng ta nó không lưu thông, nó đang bị tắc nghẽn. Chính vì vậy á, thì cái cơ chế đầu tiên á, là cơ chế nó ấm nóng dần lên để làm sao để giãn nở cái phần mạch máu của chúng ta, để cho nó giãn nở ra giúp cho cái máu huyết nó lưu thông. Xong trong khi đó thì chúng ta sẽ sử dụng tay của chúng ta xoa bóp để giúp cái tác dụng nó có tác dụng nhanh hơn. Và sau khi chúng ta xoa bóp xong thì chúng ta sẽ cảm nhận được là cái thảo dược, bởi vì tất cả những cái sản phẩm ở của gia đình cơ là được ba cơ bào chế, và hiện tại vẫn là ba cơ tạc đào chế và kiểm soát một cách rất là nghiêm ngặt về cái chất lượng của sản phẩm. Chính vì vậy thì cơ chế đầu tiên nó sẽ là ấm nóng, và sau đó thì tất cả những cái thảo dược ở trong cái sản phẩm nó sẽ bắt đầu ngấm vào da để nó sẽ phát huy cái tác dụng của nó. Bởi vì mỗi một loại thảo dược nó sẽ có một cái tác dụng riêng, nó sẽ giúp cho gân cơ nó khỏe mạnh và giúp cho những cái phần mà chúng ta đang gặp phải chấn thương á, nó sẽ tan biến đi. Thì cơ đang nói về cái cơ chế nóng thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông, rồi làm cho gân tay gân chân gân cha gân tay gân chân nè, rồi cơ bắp của chúng ta săn chắc hơn nữa. Và sau đó là cái cơ chế lạnh để giúp cho những cái mạch máu của cái của cái nơi mà chúng ta thoa vào á, nó sẽ hồi phục, nó co lại và nó hồi phục trở về vị trí ban đầu. Đó là cái cơ chế rất là đặc biệt của gia đình. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem cái sản phẩm, thì mọi người cũng sẽ thấy là bên ngoài sản phẩm á, thì họ cơ cũng thiết kế một cái logo của gia đình cơ và nghiệp. Đây, ở đây có chữ Giang. Giang ở đây là họ họ Giang, bởi vì cơ không thể nào lấy tên quốc cơ quốc nghiệp thì nó quá dài, cho nên là lấy một cái họ của gia đình, ý nghĩa là sản phẩm này của gia đình họ Giang. Và ở đây á, thì cơ cũng đã sử dụng cái chai thủy tinh để đựng cái sản phẩm này, để làm cho cái sản phẩm này nó có thể giữ cái cao ở trong đó một cách tốt nhất và đảm bảo cho người tiêu dùng, để họ không có bị nếu mà sử dụng chai nhựa đó, nếu mà sử dụng chai nhựa thì có rất là nhiều người sẽ bị chai bị mớp méo nè, rồi nó gặp rất là nhiều vấn đề về về chứa đựng cái sản phẩm. Song song đó thì ở đây còn có một cái vòi vòi xịt. Cơ thì cơ không có sử dụng cái vòi xịt phun sương, bởi vì sao? Bởi vì vòi xịt phun sương á, nó sẽ làm tắc nghẽn cái sản phẩm cao xoa, để làm tắc nghẽn cái vòi. Bởi vì bên trong đây có rất là nhiều thảo dược, và khi mà thảo dược được xịt ra ngoài á, nó sẽ bám vào những cái lưới của cái vòi xịt phun sương, sẽ làm tắc nghẽn khi mà chúng ta sử dụng trong khoảng 1 tuần. Với chính vì vậy thì cơ đang sử dụng cái loại xịt nhỏ giọt, và cái thiết kế của cái vòi này cũng rất là đặc biệt. Bởi vì thông thường á, với cái vòi này mọi người sẽ thấy là có một cái nắp nhựa màu trắng để đậy ở trên đây, thì ở đây cơ đã muốn là cho mọi người thấy là nó phải rất là thẩm mỹ về cái chai của mình. Thì mọi người khi mà thấy á, là cơ có thể gỡ cái một cái miếng nhỏ nhỏ trên cái vòi đây, mọi người có thể cũng chưa biết đứng là cái gì. Cái khóa. Đây là cái khóa nó rất là tiện lợi và rất là tiện dụng, và nó rất là đạt rất là nhiều thẩm mỹ, phải không cả nhà? Rất là đơn giản, khi mà chúng ta chỉ cần gắn vào trong đây là chúng ta không thể bấm xuống được nữa, tại vì nó chặn là ở phía này, thì mình sẽ không có thể nhấn được cái sản phẩm này nữa. Đó là cái mà cơ rất là thích, và cơ muốn cái sản phẩm mình càng ngày càng hoàn thiện hơn, và nó có thẩm mỹ và bắt mắt hơn với người tiêu dùng. Về bây giờ thì cơ sẽ sử dụng cái sản phẩm này cho cả nhà xem nó sử dụng như thế nào. Ví dụ như là cái sản phẩm đỏ này sẽ sử dụng cho những vùng da lớn như là vai nè, khuỷu tay nè, rồi cổ tay nè, rồi lưng nè, đầu gối, rồi cổ chân, thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Bởi vì sản phẩm này khi mà chúng ta xịt á, nó sẽ ra nhiều cao hơn và nó có tác dụng nhiều hơn với những vùng da lớn, và nó cũng có cái chế độ mạnh hơn.
cái sản phẩm thứ hai của gia đình Cơ. Và ví dụ Cơ đang sử dụng cho cái sản phẩm này cho Phượng nha. Tại Phượng cũng hay rất là làm việc rồi rửa chén rồi lau nhà, thì Phượng cũng sẽ gặp những cái vấn đề như là đau tai rồi đau khuỷu tai rồi. Cho nên bây giờ Cơ làm thử cái sản phẩm này đối với Phượng với cái vấn đề là đau cổ tai nha. Ở đây thì đau cổ tai thì ngay phía này đây, Cơ sẽ xịt cái sản phẩm này vào cái phần cổ tai. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xịt 3 lần vào cái phần cổ tai của chúng ta. 1, 2, 3. Đấy. Chúng ta xoa, xoa đều cái phần cổ tai của mình. Đó, xoa đều. Đầu tiên thì chúng ta xoa để cho cái sản phẩm này ngấm đều vào cái phần da của chúng ta và làm nóng cái những cái mạch máu cũng như là cái phần gân cơ của cái cổ tai này. Đó, chúng ta xoa, sau khi xịt đó chúng ta xoa, chúng ta massage một tí nha. Đợi khoảng chừng 30 giây hoặc là đến 1 phút á, khi mà chúng ta xoa xong thì nó sẽ khô. Đây, nó sẽ rất là nhanh khô như thế này. Chúng ta tiếp tục làm một lần nữa. Chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Mỗi một lần như vậy là chúng ta sẽ xịt 3 lần và chúng ta sẽ làm đều đặn massage như thế này cũng trong 3 lần. Đó. Thì cái tác dụng của cái sản phẩm này nó sẽ rất là tốt khi mà chúng ta sử dụng đúng cách như thế này. Đó, chúng ta có thể vuốt nè, chúng ta có thể massage nè. Đấy. Rồi bắt đầu nó khô rồi, mình lại tiếp tục sử dụng thêm một lần nữa. Thì với tốc độ mà sử dụng cái sản phẩm này á, thì nếu mà tốc độ một ngày chúng ta sử dụng từ 4 đến 5 lần á, thì khoảng trong vòng khoảng 1 tháng thì cái sản phẩm này sẽ hết. Cho nên là chúng ta rất là cảm nhận rất là nhanh ngay cái lần sử dụng đầu tiên. Đó. Này. Có anh chị hỏi là bị bầm tím có tan máu hay không và người giãn tĩnh mạch có dùng được hay không ạ? Căn cơ có dùng co giãn không ạ? Những cái vấn đề của anh chị đưa ra là cái sản phẩm này đều có thể đáp ứng được những vấn đề của anh chị đưa ra, đặc biệt là bầm tím nè, làm tan máu bầm nè, rồi người giãn tĩnh mạch. Thông thường là người giãn tĩnh mạch là họ sẽ không sử dụng dầu nóng. Và ở đây cái sản phẩm của mình á, như Cơ đã chia sẻ, đây có hai cái cơ chế rất là đặc biệt là nóng và lạnh. Cho nên là khi mà người giãn tĩnh mạch thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được để cho cái phần tĩnh mạch của chúng ta nó không có bị tổn thương. Đặc biệt là các anh chị khi mà giãn tĩnh mạch đó, chúng ta không có nên là sử dụng xoa bóp quá mạnh, có thể sẽ làm vỡ những cái tĩnh mạch của chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ xoa bóp nhẹ nhàng thôi. Và với cái chai màu đỏ này á, mọi người, thì thấm vào da rất là nhanh, cho nên là khi mà mọi người muốn thử nghiệm, muốn tạo điều kiện cho các bạn bè người thân của mình trải nghiệm hoặc là tiếp cận với khách hàng của mình, thì mọi người có thể để cho họ dùng thử với cái cách mà anh Cơ vừa mới làm cho Phượng. Thì thật sự khi mà xức vào á, là cảm giác ngay à các anh chị, có nghĩa là rất là dễ. Khi mà cao xoa tác dụng vào da một cái là chúng ta sẽ có ngay liền một cái cảm giác là ấm nóng ngay tức thì. Và Phượng đã bắt đầu cảm giác là cái cảm giác ấm nóng này làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu, và cái mức độ đau nhức của mình nó đang dần giảm đi ngay lập tức luôn các anh chị, cảm giác rõ ràng luôn. Và sau một ít phút nữa thôi thì cái ấm nóng này nó sẽ chuyển sang một cái trạng thái mát lạnh, và cái trạng thái mát lạnh này nó cũng sẽ làm cho chúng ta cảm thấy là chúng ta được thư thái rất là nhiều. Đây cũng là một cái cơ chế mà Phượng vừa mới chia sẻ ngay lúc đầu, là một cái cơ chế rất là đặc biệt của cao xoa thảo dược gan. Có một anh chị hỏi là bé nhỏ 9 tuổi bị co cơ do tổn thương não có dùng được hay không ạ? Thực sự là cái sản phẩm này mình sẽ không sử dụng từ vùng mặt, từ ở phía từ cổ lên vùng mặt nha, bởi vì nó sẽ có rất là nhiều tác dụng làm cho mình cảm thấy là nó khó chịu cái mùi nè. Thực sự là cái mùi ở đây rất là đặc biệt. Cái mùi, tất cả là mùi thảo dược, khi mà mọi người sử dụng thì mọi người sẽ cảm nhận được cái mùi thảo dược của nó. Thì không phải như là những cái loại sản phẩm khác thì chúng ta sẽ có cái mùi rất là khó chịu, nhưng mà đây là cái sản phẩm mà mình đã sử dụng, làm sao để cho những người sử dụng họ cảm nhận được cái sản phẩm của mình, và đầu tiên là họ còn phải cảm nhận được cái mùi, làm sao họ cảm thấy là họ rất là tin tưởng vào cái sản phẩm này của mình. Mình thấy là có bạn nói là người già bị xương khớp thường dùng thường xuyên có được không? Đây là sản phẩm mà có thể nói là người già rất là thích cái sản phẩm này.
và họ có thể sử dụng thường xuyên, sử dụng lâu dài cái sản phẩm này. Bởi vì người già khi mà họ bị đau nhất á, là họ thường bị đầu gối nè, lưng nè, rồi những cái phần mà cổ tay hay là cổ chân gì đó. Thì đây là một cái sản phẩm mà khi mà họ sử dụng xong là họ sẽ không muốn sử dụng một cái sản phẩm khác nữa. Bởi vì ở đây là tất cả những cái thảo dược đều là được chọn lọc, cũng như là đều được ngâm một cách tự nhiên nhất để làm sao để nó phát huy được cái tác dụng của sản phẩm này. Chính vì vậy thì mọi người không cần phải lo lắng về cái vấn đề này, bởi vì sản phẩm này không phải là chỉ gia đình cơ đưa vào bệnh viện để họ sử dụng thôi, mà cũng đã được đăng ký với Sở Y tế nè, rồi cũng đã xét nghiệm về cái vấn đề da nữa, để làm sao để khi mà chúng ta đưa ra ngoài sản phẩm ra ngoài á, chúng ta sẽ không có bị mọi người nói nhiều về là anh ơi tại sao cái sản phẩm mình sử dụng nó bị dị ứng, hay là nó bị đỏ, hay là nó bị rau rác. Cho nên là chính vì vậy thì cơ cũng đã đem cái sản phẩm này đi kiểm nghiệm một cách rất là nhanh chóng ngay cái thời điểm ra mắt cái sản phẩm. Chính vì vậy anh chị cũng không cần phải lo lắng về vấn đề này ạ. Có anh chị hỏi là người bị thoát vị đĩa đệm, tê lòng bàn chân có hỗ trợ được hay không? Tất cả những cái vấn đề anh chị vừa nêu ra, cái sản phẩm này đều có thể đáp ứng, đều có thể sử dụng được những cái vấn đề anh chị nêu ra. Có một điều đặc biệt là muốn lưu ý với các anh chị là khi mà cái sản phẩm này chúng ta sử dụng thì không xức vào vết thương hở, và không sử dụng cho tránh cái vùng mắt, để khi mà sử dụng chúng ta cảm thấy một cách an toàn nhất. Có một cái câu chuyện vui như thế này các anh chị, để các anh chị thấy là các anh chị sẽ tự tin hơn, yêu thương cái sản phẩm cao su thảo dược Giang của gia đình Quốc Nghiệp hơn. Khi mà hiện giờ cao su thảo dược Giang ra mắt chỉ mới có được hơn một năm thôi các anh chị, từ tháng 12 năm ngoái năm 2020 mà sau khi mà ra mắt một cái là bị kẹt 6 tháng dịch rồi anh chị. Có nghĩa là cao su thảo dược Giang mới vận hành lại gần đây thôi. Tuy nhiên là cái tốc độ mà đến với tay người tiêu dùng rất là nhanh. Hiện giờ thì công ty của mình là cũng có những group như là Zalo, Telegram hoặc là Facebook, thì các anh chị có thể vào trong những cái nhóm đó để lấy thêm những cái thông tin về sản phẩm, và các bạn trong team của Quốc Cơ Hồng Phượng cũng sẽ gửi cho anh chị những cái comment của những khách mà đã sử dụng trước đây. Một cái chai này 50ml, một cái chai màu đỏ 50ml này, như các anh chị thấy là nếu mà chúng ta sử dụng một ngày 3 lần, mỗi lần sức 3 lần như hồi nãy anh cơ sức cho Phượng thì có thể sử dụng được 1 tháng. Tuy nhiên là khi mà Phượng đưa ra thị trường thì có rất là nhiều các cô chú là mới xài có nửa tháng là hết một chai 50ml rồi. Hỏi xong quay lại mua, hỏi ủa sao con vừa mới bán mà sao mới có nửa tháng hết chai rồi. Thì thật ra là một ngày các cô chú sức tới 6-7 lần rồi các anh chị. Cũng không có sao nữa, 6-7 lần cũng không sao luôn, bởi vì là cái sản phẩm của mình được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là cái độ kích ứng da nó sẽ rất là thấp. Thêm vào đó thì cái mùi của sản phẩm rất là dễ chịu, làm cho những cái người sử dụng, có nhiều người họ bị ghiền luôn các anh chị, có nghĩa là giống như Phượng là bây giờ Phượng bị ghiền cái mùi này luôn. Thậm chí không đau cũng lấy ra sức nữa, cứ không đau là lấy ra sức rồi riết rồi quen cái mùi, không có cái mùi này thì cũng hơi khó chịu tí đó. Rồi bên cạnh cái chai màu đỏ thẩm thấu nhanh tác dụng tốt thì còn có một cái chai nữa là chai chuyên dùng cho cổ vai gáy màu xanh. Thì ở đây có một cái chị hỏi là chị làm văn phòng hay bị bệnh đau vai gáy thì có thể hướng dẫn giúp cách thoa như thế nào để hiệu quả, và cho mình hỏi là có hết bệnh hẳn hay không. Dạ thưa chị, là cái chai chuyên dùng cho cổ vai gáy này thật ra là lúc đầu thì cũng không có đâu. Lúc đầu là chỉ có cái chai thẩm thấu nhanh tác dụng tốt này thôi. Tuy nhiên là các khách hàng của mình sau một cái thời gian sử dụng chai màu đỏ thì cảm thấy là nếu mà có thêm một phiên bản nữa dùng cho cái bệnh đau cổ vai gáy thì sẽ rất là tốt, với lại cái cơ chế là nóng trước lạnh sau như thế này. Và cũng chính vì vậy mà ba của anh cơ đã tiếp tục nghiên cứu thêm một cái dòng sản phẩm nữa, đó là một dòng sản phẩm chuyên dùng cho cổ vai gáy, và bằng cách là điều tiết cái lượng thảo dược tăng cái này lên chút, giảm cái kia xuống một chút để nó phù hợp với lại những cái vùng da nhạy cảm như thế này. Nói để cho các anh chị thấy rõ là chúng ta nên chú ý đến công dụng của sản phẩm trước khi mà chúng ta quyết định sử dụng. Bởi vì là nếu mà các anh chị sử dụng cái chai màu đỏ này nè mà xức vào cổ vai gáy thì nó cũng được thôi. Tuy nhiên là đối với lại những người mà da mà
khá là nhạy cảm thì cái chai màu đỏ này rất là nóng khi mà sức vào vùng cổ vai gáy, cho nên là chúng ta phải hết sức cẩn thận khi lựa chọn cái sản phẩm cho mình. Còn cái chai cổ vai gáy này là một cái chai mà Phượng rất là thích mọi người. Bởi vì sao? Bởi vì ngoài cái tác dụng mà làm giảm đau ra thì cái chai này còn có một cái mùi rất là đặc biệt nữa. Đây, có chị hồi nãy Phượng thấy có chị hỏi là cái hai cái chai này khác nhau, có khác nhau hay không, hay là chất thuốc ở bên trong đều giống nhau mà chỉ có khác cái bi lăng thôi. Dạ, chất thuốc bên nhau bên trong cũng khác nhau ạ. Khác nhau hoàn toàn luôn. Các anh chị sẽ dễ dàng cảm nhận được cái điều này khi mà sử dụng thử sản phẩm. Nếu mà chai màu đỏ này có mùi bạc hà thì cái chai này nè, cái chai màu xanh này nó có tới 3 nốt mùi lận ạ. Đầu tiên khi mà xúc vào thì chúng ta sẽ thấy là có một chút mùi bạc hà, và sau đó một vài phút thì sẽ chuyển sang mùi quế, là cái mùi rất là thân thiện và rất là ấm nóng và cho chúng ta một cái cảm giác là rất là gần gũi với thiên nhiên. Và sau khi mà cái nốt mùi quế nó xuất hiện thì vài phút sau nữa thì các anh chị sẽ thấy là xuất hiện thêm một nốt mùi nữa, đó là mùi gỗ. Mùi gỗ là một cái nốt mùi mà phải nói là rất là quen thuộc đối với các anh chị nào thích sử dụng nước hoa, đúng không ạ? Thì sử dụng như thế nào ạ? Đây, ở đây là có cái đầu bi lăng như thế này. Chai này là có một cái đầu bi lăng để mà chúng ta có thể sử dụng ở vùng cổ vai gáy mà không cần phải dùng tay của mình quá nhiều, và hỗ trợ cho chúng ta có thể massage cái vùng cổ vai gáy ạ. Đây, rất là dễ sử dụng thưa các anh chị. Đó. Mình chà hơi mạnh một tí vào vùng cổ vai gáy để mà mình hỗ trợ massage cho cái vùng cổ vai gáy của mình ha. Đó, chỉ như thế thôi. Tốt nhất là chúng ta, nếu như mà chúng ta sử dụng như thế này nè, đó, chúng ta phải sử dụng lấy cái tay là chúng ta xoa thêm nữa để nó có một cái tác dụng nhanh hơn. Khi mà chúng ta cái đầu bi lăng như thế này nè thì chúng ta sẽ rất là dễ sử dụng, chúng ta không cần phải dùng tay nữa nè. Chứ gì, mình cứ như vậy thôi. Hồi hôm qua có một chị có họ trao đổi ý kiến tư vấn với lại công ty của mình, đó là nó là em ơi, sau cái chai màu xanh này nè, khi mà lúc trước á, khi mà chị mua thì chị thấy là nó nóng rất là êm, còn lần này khi cảm thấy giác là nóng bị sốc vậy. Thì thật ra các anh chị là cái cơ chế thuốc, cái công thức thuốc là công thức độc quyền, cho nên là nó chỉ có một công thức duy nhất thôi. Quan trọng mới là chúng ta phải làm như thế nào chủ động để điều tiết cái lượng thuốc tác dụng vào da của mình sao cho nó phù hợp. Vì vậy mà khi mà các anh chị sử dụng thì các anh chị cũng đừng có vội mà chúng ta lăn nhiều để mà thuốc chất thuốc ra quá nhiều, mà chúng ta chỉ thử một ít trước thôi để xem coi là có phù hợp hay không, và nếu mà vẫn chưa có đã thì chúng ta mới xúc tiếp ha anh chị ha. Và đặc biệt là chúng ta sau khi thoa, chúng ta nên nếu mà mình ra thoa mà cảm thấy nó nhiều quá, nó cái phần nước nó hay ứ động ở phần da chúng ta, thì chúng ta nên lấy tay á, chúng ta xoa nó để cho nó tan ra cái phần nước ứ động á. Bởi vì khi mà như vậy, với các anh chị mà có cái vùng da nhạy cảm á, thì chúng ta sẽ dễ bị nóng và bị rát cái chỗ đó. Chính vì vậy thì ngoài cái việc lấy cái bi lăng thì chúng ta cũng có thể lấy tay xoa như thế này nè, để cái tác dụng nó sẽ tốt hơn, để cho máu huyết nó thể luân chuyển một cách tốt nhất. Mình thấy có rất là nhiều câu hỏi ở trong cái phần chat đó. Mình thấy là có chị Hiền Bi là nói là đầu gối mẹ mình đang sưng to do đau khớp, mẹ bị giãn tĩnh mạch nên không dùng cao gì cả, bây giờ mẹ chỉ dùng thuốc, vậy đầu gối đang sưng như vậy có thoa được không? Sử dụng mình đây sản phẩm này có thể sử dụng được nha chị, bởi vì sản phẩm này khi mà chúng ta xoa, như kênh chia sẻ là chúng ta phải xoa một cách nó nhẹ nhàng thôi, bởi vì khi mà giãn tĩnh mạch đó, chúng ta không nên tác động mạnh vào những cái tĩnh mạch đó. Chúng ta xoa bên ngoài nhẹ nhàng, sau đó thì chúng ta cũng massage rất là nhẹ nhàng thôi, để cái sản phẩm này có thể thấm sâu vào mà, và nó sẽ giúp cho cái phần mà chúng ta đang gặp phải nó sẽ có một cái tác dụng tốt hơn. Cơ thấy là có, hiện tại là có hai chị đang giơ tay lên, chắc là có ý kiến gì. Cơ xin cũng muốn nghe một số ý kiến của các anh chị ạ. Xin mời chị Võ Tuyết Hồ Chí Minh ạ. Em xin chào anh Quốc Cơ, chào chị Hồng Phượng nha, chào tất cả các anh chị em Trung Dung ạ. Hôm nay rất là vui vì được qua team của chị Tổng đại lý Ngọc Ngân giao lưu về cái sản phẩm rất là tuyệt vời trên kệ của Vsay. Hôm nay mình có muốn chia sẻ với tất cả các anh chị em Trung Dung á,
là về cái sản phẩm của anh Quốc Cơ và chị Hồng Phượng vừa chia sẻ. Vì các anh chị em mình biết là Tiếp là chuyên về line hàng sữa đúng không ạ? Chuyên bán về sữa của Estifa. Mình rất là trung thành đấy, kiểu như là rất là ít khi là mình quan tâm tò mò đến một cái sản phẩm mới trên kệ, vì sản phẩm BC thì ngày càng nhiều, rất là nhiều sản phẩm. Mình cũng không có khám phá cái hôm mà ra mắt sản phẩm về sản phẩm thảo dược này thì Tiếp cũng không có tham gia, không có học, cho nên tại vì mình cũng không có quan tâm. Rồi chắc là cái duyên để mình tìm hiểu về cái sản phẩm của anh Quốc Cơ và chị Hồng Phượng đó là một ngày cách đây tầm 3 ngày thôi, tự nhiên Tiếp ngủ dậy cả nhà, cái cổ của em bị đơ, bị cứng, có nghĩa không nhúc nhích qua được bên trái, cũng không nhúc nhích được bên phải. Và cái tin nhắn đầu tiên mà Tiếp gửi lên cho các chị cùng chơi trong BC ấy, là em bị gãy cổ rồi và lúc đó không thể ngồi dậy được với cái giường, và anh xã Tiếp phải bế dậy đỡ cái cổ dậy thì mình mới sinh hoạt được buổi sáng, rồi mình mới vào dung được. Nhưng mà mình ngồi giống như là mình bị đơ cái cổ, không nhúc nhích được. Và cái điều lo lắng nhất là sắp tới cái ngày đó Tiếp phải đi công tác, ngồi trên ô tô và ngồi trên máy bay ấy, và không biết làm sao để cho nó hết được. Và cái than vãn với mấy chị, và em cũng chưa từng mua cái sản phẩm này. Có hôm đó là có khuyến mãi về chương trình dành cho đại lý 3 sao, tại vì mình không học cho nên là mình không có mua. Trong đó có một chị Thúy An, chị đã nghĩ ngay đến một cái sản phẩm là cao của anh Quốc Cơ, và chị có nói là chị sẽ gửi qua cho em dùng thử cái này. Chị cũng là đại lý chi nhánh của công ty mình, và em không tin, em nghĩ là thôi cứ dùng đỡ những cái sản phẩm của mình đang dùng, và mình có ra thuốc tây, bắt anh chồng ra thuốc tây mua cao và mua 3 liều thuốc tây về uống. Và trong đó thì mình có cái sản phẩm mình đi Nhật về, gọi là gel á. Gel này mình cũng bôi vào, và có một cái lọ của Mỹ, có một người dì gửi về nữa. Nhưng mà cái lọ của Mỹ trước đây mình cũng dùng rồi, và mình bôi vào cái cổ, cái gáy này nè, nó bị sốc nhiệt, sốc nóng á. Và khi bôi vào là mọi người phải chuẩn bị một cái khăn chườm á, lau. Thì bây giờ mình muốn cho nó mau hết thì mình cứ bôi vào. Nhưng mà mình lấy cái khăn mình bôi, nó nóng quá, nóng không chịu nổi, nóng kiểu như là nó cháy da, cháy thịt cái vùng cổ đó. 2 ngày nó cũng không hết cả nhà, nó bị đơ cái cổ luôn. Và có thậm chí là mình nghĩ bây giờ mình đi gội đầu, mình cũng không biết làm sao để mình cúi cái đầu xuống mình gội nó, và cái đầu rất là dơ rồi. Xong mới nhắn tin cho chị đại lý chi nhánh Phương Thúy là chị ơi, chị gửi cho em cái lọ cao mà mới trên sản phẩm của BSAY. Và lúc đó thì em cũng chưa biết cái sản phẩm này của anh Quốc Cơ, cho nên là em chị thấy có gửi cho Tiếp một cái lọ đón Grab ngay tức khắc qua để Tiếp dùng. Và Tiếp có đi gội đầu, Tiếp ra ngoài tiệm gội đầu thì cả cái cô mà gội đầu cho Tiếp cũng phải đỡ xuống, có nghĩa là 2 ngày rồi nhưng mà cái cổ nó vẫn cứ đơ như thế này này, đơ mà không thể nhúc nhích được qua trái, không thể nhúc nhích được qua phải, mà nó đau đến nỗi là thấu xương. Mình cứ nghĩ là cái cổ của mình chết rồi, bị gãy rồi, mình cứ thốt lên cái từ đó. Thế là cái cô mà gội đầu á, cổ mới khui cái chai này ra, cổ khui ra xong rồi cổ bảo em ơi, ở đây đây có cái đầu lăng bi này, em có thể tự dùng được mà, và rất là hay. Thế là Tiếp mở ra, Tiếp thấy cái đầu lăng bi này, Tiếp lăng một phát vào đúng cái vùng đau đấy, thì cái cảm giác nó thấu vô, nó thấm vô ngay chỗ cái xương á, cái mớ gân mà mình đang bị tê liệt cái vùng đấy. Thì cái lần đầu Tiếp chưa có cảm nhận được gì, nhưng mà nó chỉ có một cái cảm giác rất là phê, rất là sướng. Và cái mùi rất là dễ chịu vì trong đây có cái mùi quế. Xong mà lúc về buổi tối Tiếp dùng thêm một lần nữa, buổi sáng ngủ dậy Tiếp dùng thêm một lần nữa, mà không biết, Tiếp chỉ dùng 3 lần thôi cả nhà, mà không biết sao cái cổ của Tiếp nó, trời, buổi sáng dậy tự nhiên cái cổ bắt đầu hoạt động qua và hoạt động lại rồi. Tiếp thấy hay quá, Tiếp bảo cái sản phẩm này có trên kệ BSAY. Thì mình mới bắt đầu mình search vô trong kênh Facebook, mình tìm hiểu cái sản phẩm này, thì có thấy anh Quốc Cơ và chị Hồng Phượng live stream và quay video nói về và tìm hiểu rất là kỹ về cái cách sử dụng của nó. Và Tiếp đó một ngày thì Tiếp đã lăn một ngày vậy là 3 lần, nhắn tin ngay lập tức cho chị Thúy, chị ơi em hết gãy cổ rồi, cái cổ em hoạt động rất là bình thường trở lại rồi, mà em không nghĩ là nó nhanh đến như vậy. Trước Tiếp ở bên Nhật Tiếp cũng bị y chang một lần, nhưng mà mình nghĩ là một tuần mình mới hết, là lúc đó thật sự là một tuần, vì mình ngủ mình nằm mình sai tư thế. Và Tiếp, cái công việc của Tiếp là có ngồi máy tính rất là nhiều, cái hai cái vùng gáy này nó bị rất là đau và mỏi, cứ lúc nào cũng phải lắc qua lắc lại hoặc là nhờ ông xã tối về là bóp. Nhưng mà từ ngày hôm mà cách đây 3 ngày trở lại là Tiếp dùng cái sản phẩm này, tới bây giờ là
mình lăn vào, nó cảm giác nó thẩm thấu vào từng cái mớ gân của mình á, nó rất là sướng và nó rất là dễ sử dụng. Cái cảm giác này giống như là cảm giác mình được đi massage, một cái người massage người ta ấn cái tay vào cái vùng gân đó. Nhưng mà cái kích thích nhất ở trong cái lọ này là có cái đầu bi như thế này. Cái đầu bi chỉ cần mọi người ấn nhanh mạnh vào một tí là nó sẽ thẩm thấu vào từng cái mớ gân của mình và mình cảm giác như là được đi massage ở ngoài tiệm luôn. Và qua cái sự cảm nhận thực tế trải nghiệm của mình á, thì Tiếp đã đặt một cái combo có cả cái sản phẩm màu đỏ nữa. Về Tiếp năm nay là 34 tuổi nhưng mà mình bị bệnh xương khớp là 23 năm. Mình trước đây lúc mà 10 tuổi mình đã từng bị ngồi xe lăn vì cái khớp những cái mảng lớn từ khớp gối, khớp tay, khớp chân mình bị tê liệt cái khúc đấy. Có nghe anh Quốc Cơ chia sẻ đó là cái sản phẩm này thì sẽ giúp những cái vùng khớp lớn, cái mảng khớp lớn ấy, nó sẽ giảm. Qua đây thì em muốn hỏi chị anh Quốc Cơ với chị Hồng Phượng là ví dụ như mà em bị khớp di truyền như vậy thì em dùng cái sản phẩm màu đỏ xịt lên và massage đều đặn thì cái tình trạng bị khớp của mình nó có giảm không? Vì Tiếp đã đi chữa rất là nhiều những cái bệnh viện xương khớp và những dùng rất là nhiều cái loại thuốc. Lúc trước đây thì ở bên Nhật nên dùng rất là nhiều cái loại thuốc uống rồi nhưng mà nó không đỡ. Vì bác sĩ nói là đây là khớp di truyền á. Và ngủ rất là khó chịu, mọi người hoặc là gia đình mình á, ngủ cùng á, là cứ phải gác cái chân lên thì nó mới cái mạch máu nó mới đỡ nhất được. Có dùng sữa nhưng mà sữa nó cũng giảm đi một phần và nó chưa bao giờ là nó dứt hẳn cái chuyện đau khớp. Vì Tiếp biết đây là khớp di truyền ấy, thì cho Tiếp hỏi là anh Quốc Cơ có rất là nhiều kinh nghiệm về cái sản phẩm màu đỏ này và khi mà Tiếp order cái sản phẩm màu đỏ Tiếp về Tiếp dùng thì nó có giảm được một phần nào không hả? Em có thể hỏi được. Cảm ơn chị Võ Tuyết rất là nhiều về phần chia sẻ về cái sản phẩm cổ vai gáy nè. Về cái sản phẩm màu đỏ thì tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người một tí, bởi vì cái sản phẩm màu đỏ này là một cái sản phẩm được ngâm hoàn toàn bằng thảo dược tự nhiên, và khi mà chúng ta sử dụng với một cái thời gian lâu dài á thì nó sẽ có rất là nhiều cái thảo dược đó để giúp cho gân cơ cũng như là những cái mạch máu, những cái viêm, giống như anh lại thấy là rất là nhiều người hỏi về viêm cơ nè, rồi những người đang bị đau viêm khớp nè, có sử dụng được hay không. Thì ở đây cái sản phẩm này nó thực sự nó là sản phẩm thoa bên ngoài, cho nên là nó sẽ có một cái tác dụng là rất là lâu dài, và cái hiệu quả nó sẽ cần một cái hiệu quả lâu dài. Chúng ta không phải là thoa vào trong khoảng chừng một tuần hai tuần thì nó sẽ hết hẳn cái những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Ở đây là chúng ta sẽ sử dụng một cách lâu dài thì nó sẽ hỗ trợ cho những cái phần viêm cơ nè, phần khớp của chúng ta nó khỏe mạnh một cách, nó sẽ tối ưu cái vấn đề của chúng ta đang gặp phải một cách tốt nhất. Để nói chắc chắn là sử dụng cái sản phẩm này hết hay không, thực sự là cơ không có trả lời được với em, vì mỗi một người chúng ta nó sẽ có những cái cơ địa khác nhau. Nhưng mà cái sản phẩm này, cái đặc biệt của sản phẩm này là làm sao để cho cái phần mà chúng ta đang gặp phải chấn thương nó hồi phục một cách nhanh nhất và một cách tự nhiên nhất, làm sao để tăng cường những cái mạch máu của chúng ta nè, máu huyết lưu thông nè, rồi bổ sung một số cái thảo dược để làm mạnh, làm cho cái khớp gói là khớp chân của chúng ta một cách khỏe mạnh. Cho nên là cứ nghĩ là chị nên sử dụng một khoảng thời gian lâu dài, thì và nhưng mà lâu dài ở đây bởi vì là mình muốn cho mọi người sẽ phải cảm nhận nó cái hiệu quả nó một cách rõ rệt, chứ nếu mà chúng ta sử dụng ngay lần đầu tiên thì chúng ta sẽ cảm nhận ngay được cái tác dụng của cái sản phẩm này. Chính vì vậy thì mọi người sử dụng thì cũng phải là theo cái hướng dẫn của cơ đang vừa chỉ cho mọi người lúc đầu sử dụng á. Lần đầu tiên á, thì chúng ta sẽ xoa bóp vào cái vùng mà chúng ta đang gặp phải những cái vấn đề như các anh chị được vừa nêu ra, để làm sao để cho cái sản phẩm này thấm và ngấm vào vùng da chúng ta, làm ấm nóng nó lên, và chúng ta xoa bóp. Và lần thứ hai á, thì chúng ta lại tiếp tục xịt 3 lần vào cái vùng mà chúng ta đang gặp phải đau nè, thì chúng ta tiếp tục xoa bóp. Lần thứ ba chúng ta cũng sẽ lặp lại như vậy, nhưng mà có đặc điểm một cái là chúng ta sẽ sử dụng thêm cái chai bi lăng này, đồ xanh này, bởi vì chúng có rất là nhiều nơi mà chúng ta không có thể sử dụng cái ngón tay của chúng ta ứng cho nó đúng. Thì ở đây cái sản phẩm này, ví dụ như ở đây đi, thì ở giữa lòng hai ngón tay thì chúng ta vẫn có thể sử dụng cái bi lăng này, chúng ta ứng, chúng ta xoa như thế này đó. Khi mà những người mà bị đau bàn tay, là tê lòng bàn tay á, đây là cái nơi rất là tốt để chúng ta có thể xoa bóp và chúng ta có thể
dùng cái đầu vi lăng này, bởi vì sử dụng ngón tay á, thì có thể là nó sẽ không có thọt vào sâu vào trong bên đây được đâu, bởi vì nếu mà sử dụng ngón tay thì sẽ bị sử dụng cái móng á, để làm chúng ta bị đau, và nó cũng không có tác dụng nhiều bởi vì đầu vi lăng này nó đã tròn rồi, cho nên nó sẽ rất là dễ giúp cho chúng ta xoa bóp về những cái vấn đề này. Cảm ơn chị rất là nhiều. Mình thấy là có người, có bạn nói là dạ, em cảm ơn anh Quốc rất là nhiều, cảm ơn chị Hồng Phượng hôm nay được giao lưu ạ. Chắc chắn là em sẽ tìm hiểu thêm cái dòng sản phẩm này và chọn cho mình những cái chiến lược mình đi kinh doanh ở kênh online ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Hy vọng là với cái tình yêu, với cái sản phẩm mà Ba Cơ đã dành cho hai anh em thì được các anh chị ủng hộ và các anh chị sử dụng, và hy vọng là cái sản phẩm này nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn nữa từ các anh chị để làm sao cái sản phẩm này được nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn các anh chị. Bây giờ mình thấy là có chị Phan Khánh Hảo có giơ tay, xin mời chị ạ. Dạ, xin chào hai vợ chồng MC mà gọi là thần tượng của mình hồi cái năm mà Hồng Phượng đi thi ha. Dạ, ngồi dưới xem Hồng Phượng mà nó thật là ủng hộ, cứ lúc nào cũng mong cho Hồng Phượng là được thắng giải. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Nhưng mà sau cái thời gian dài, nói chung là cũng bận rộn, con nhỏ rồi, có gia đình con nhỏ rồi, cái làm cái việc mà giải trí của mình không còn quan tâm nhiều nữa. Cho nên là sau thời gian rất là lâu lâu mà không có anh xem được chương trình của Hồng Phượng, thì tự nhiên vô tình hôm bữa là mình thấy Hồng Phượng là lên có giới thiệu cái cao xoa này ở trên Bisai, thế là mình không cần biết là nó có tốt hay không, là mình cứ vô mình đặt liền luôn. Đặt là vì thần tượng của mình thôi chứ còn mình không biết là nó như thế nào. Xong rồi á thì cái vấn đề ở đây nữa là cái nào là dân văn phòng làm việc từ cái lúc mà mình mới ra trường tới giờ là khoảng 19 năm ngoài văn phòng. Cho nên là cái vấn đề mà đau vai gáy của mình là nó có thể là xuất phát cũng phải hơn 10 năm nay rồi. Đó, cho nên mình cảm thấy nó đau, có những ngày mà căng thẳng á, là về nhà nó đau khủng khiếp lắm, chỉ có nằm thôi chứ còn không có làm cái việc nhà nữa. Và mình nghĩ, nhưng mà cũng rất là sợ những cái sản phẩm xoa bóp, tại vì thế nào chị nghĩ rằng là những cái sản phẩm xoa bóp á, là nó chỉ tức thời thôi, nó chỉ giúp tức thời cho mình giảm cơn đau thôi, nhưng mà mình không hiểu cái nguồn gốc sản phẩm như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng về sau, cho nên là mình cứ ráng chịu thôi chứ mình không có uống thuốc giảm đau hay là xoa bóp bất kỳ một cái loại sản phẩm nào hết. Thì cái thời gian gần đây thì mình lại lên Bisai á, thì mình có học những cái lớp của anh Vũ á, là cứ massage để cho nó giãn cái cơ chỗ này ra thì nó đỡ. Thì cái ngày mà anh Hảo đặt cái cao của cái cao xoa bóp này về á, là coi như là mình sức vô, trời ơi, cảm giác ban đầu là mình mình thấy nó thảo dược, với lại cũng nghe cái buổi training của Hồng Phượng với anh Quốc Cơ rồi, cho nên là mình rất là tự tin để mình xài thử. Khi mà mình xài vô cái cảm giác ban đầu á, mình ghiền mà đến độ mà mình trước đây cũng có đi gọi là đi đi bấm nguyệt ở hội người mù á, họ cũng có xài những cái thảo dược như thế này, cho nên là mình mê cái bấm nguyệt đó lắm. Nhưng mà cái thời gian gần đây là coi như là nó không dịch bệnh cho nên không có đi được nữa. Thế là cái lần đầu tiên mà mình xài này vô, mình á, trời ơi, cái mùi sao mà nó giống y chang như cái lúc mà mình đi bấm nguyệt á, cái là mà cái cảm giác nó cũng đã y chang vậy luôn. Mình không cần bóp, mình chỉ cần massage như vậy thôi là mình đã thấy nó đã lắm rồi. Và những cái ngày nào mà mình mệt á, mình đau á, là mình massage cái này vô là coi như tối ngủ rất là ngon luôn. Nó không có gọi là nó không có đau mà như ngày trước nữa. Thế là mình ngày hôm kia, hôm qua mình đem cái chai mà mình đang xài á, mình để luôn trên cơ quan mình luôn. Thế là mình cứ cầm đi vòng vòng á, mình gặp bà sếp của mình á, sếp cũng ngồi văn phòng cũng nữ, sếp nữ ngồi bà cứ lấy cái chai lâm bi của Thái á, bà cứ lăn hoài vậy đó. Mình thấy bà lăn hoài, ngày nào qua thấy cũng lăn, cái là tự nhiên nảy sinh ý định xách cái chai này qua lăn cho bà. vừa lăn xong chừng 3 phút thôi là cổ kêu là ê, đặt ngay cho chị 5 chai coi. Là cổ phê lắm rồi đó.
Tôi nói trời ơi, tôi xài cái chai này riết mà nó không có xi nhê nào hết trơn á. Mà giờ nó đau quá thì phải xài đỡ thôi chứ còn không biết sao. Mà giờ y như là có đau ra tới cái khuỷu tay luôn á. Tôi kiểu như ngồi ngồi suốt từ sáng làm sếp mà. Ngồi từ 7 giờ sáng tới 9 giờ đêm mới về luôn. Lúc nào mà áp lực hết trơn á. Cái là y như là cổ xài được cái này là giống như là cổ với được một cái gọi là cái sản phẩm mà nó cứu sinh cho cổ vậy đó. Là cổ đặt luôn 5 chai này với lại một bộ set mini để cổ đi đâu cổ đem cái chai mini theo. Không chịu đem cái chai lớn này, em nói xài chung cũng được, đâu có sao đâu cô. Nhưng mà nhất định là phải xài đem để bỏ trong giỏ, ngày nào cũng sức. Mà ngày hôm qua là chị Khánh Hảo qua đứng với sếp chừng có một tí xíu thôi là thấy cổ lấy ra bộ xoa cũng phải 3 lần, coi như là cổ ghiền luôn. Cho nên mình nghĩ là cái sản phẩm này nó rất là tiềm năng, mà nó gọi là chắc là cô sếp của mình chắc là tiêu thụ hơi bị lâu, hơi bị nhiều. Cho nên mình cảm thấy rất là vui. Tự nhiên cái mình thấy ủa sao mà đi bán cái sản phẩm này nó rất là đơn giản như thế, chỉ cần mình đi vòng cái là mình gặp ai mình cũng tha hết, là ai mà họ đúng vào cái nỗi đau của họ là họ thế nào họ cũng mua. Và mình cảm thấy rất là tự tin khi mà chia sẻ cái sản phẩm này, tại vì mình đã gặp vấn đề và mình cảm thấy nó quá, nó đã quá. Nó rất là thích nữa, cho nên là mình cứ tự nhiên vậy đó, mình chia sẻ tự nhiên vậy là sẽ chốt được đơn thôi. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và thật sự là xung quanh chúng ta sẽ có rất là nhiều người gặp phải những cái vấn đề như chúng ta vừa nêu ra, đúng là đau vai, đau tai hay đau cổ vai gáy. Chỉ cần chúng ta quan tâm họ một tí xíu, chúng ta hỏi han họ một tí xíu thì chúng ta sẽ biết được là họ sẽ có những cái vấn đề đang gặp phải. Thì tôi nghĩ đây là một cái cách rất là tốt để tiếp cận khách hàng của mình. Nó vừa mang lại cái sự thân thiết, vừa mang lại cái sự quan tâm mà thực sự là mình vừa cũng có thể là đưa cái sản phẩm này đến với rất là nhiều người. Hy vọng là không những chị nè, rồi tất cả mọi người sẽ cố gắng hãy cùng lan tỏa cái sản phẩm mà thật sự rất là tâm huyết của gia đình. Bởi vì đây là một sản phẩm có thể nói là đầu tiên từ thời ông nội cơ đến cơ, đến ba cơ, bây giờ tới cơ rồi. Cơ rất là muốn làm sao để đưa cái sản phẩm này đến nhiều người hơn. Và đặc biệt một điều là khi mà cơ ra cái dòng sản phẩm này á, với tất cả các anh chị tư vấn cho cơ là cái sản phẩm này mình phải đưa ra một cái giá, nó phải thật sự là nó hơi cao một tí để làm sao để cho người ta cảm nhận được cái giá trị của cái sản phẩm, cái hình ảnh thương hiệu của mình. Thì sau đó thì cô cũng có bàn bạc với gia đình, với cha, thì ba cơ mới nói là không, bây giờ thực sự là cái sản phẩm này là mình đang muốn chia sẻ và mình muốn đưa đến mọi người, cho nên là làm sao để cho tất cả các bạn có thể đều có thể mua và đều có thể sử dụng được, đó mới là một cái giá trị của sản phẩm của mình. Cho nên là mọi người cũng thấy là cái giá bán của cái chai màu đỏ và chai màu xanh này rất là dễ chịu mọi người. Chai màu đỏ này hiện giờ đang có giá niêm yết là 189.000 và chai màu xanh hiện giờ đang có giá niêm yết là 169.000. Ngoài ra thì chúng ta còn có một cái phiên bản minimize nước rất là dễ thương đó ạ. Đây là một set quà rất là phù hợp để chúng ta mua tặng cho bạn bè, người thân của mình vào những dịp lễ Tết như thế này. Bởi vì đây là một cái món quà sức khỏe, Phượng nghĩ là sẽ rất là cần thiết cho mọi người. Như chị Hảo hồi nãy vừa có chia sẻ thì những cái người mà bị đau cổ vai gáy hoặc là đau nhức xương khớp rất là nhiều, gần như là lúc nào cũng sẽ tồn tại xung quanh chúng ta. Cái quan trọng là chúng ta sẽ mở lời, chúng ta chịu khó mở lời hỏi thăm, hỏi han sức khỏe của họ là tự nhiên chúng ta sẽ ra khách hàng của mình. Có nhiều người sẽ hỏi Phượng là ủa vậy có thống kê được là có bao nhiêu người bị đau, bao nhiêu phần trăm người bị đau hay không trên tổng số người dân Việt Nam hay không? Thì thật sự là Phượng sẽ không trả lời được câu này bởi vì là hầu hết là tất cả mọi người sẽ bị đau cổ vai gáy hoặc là bị đau xương khớp vì một cái lý do nào đó, vì tập luyện thể thao hay là lao động nặng hay là ngồi nhiều một chỗ, đứng nhiều một chỗ. Hầu hết ai cũng có thể sẽ bị ít nhất là một vài lần trong đời. Cho nên là cái tệp khách hàng của chúng ta sẽ rất là lớn, các anh chị như chị Hảo có chia sẻ đó. Cho nên là cái quan trọng là chúng ta có chịu khó mở lời, chúng ta có chịu khó hỏi han họ hay không. Chỉ cần chúng ta chịu khó hỏi han thôi là lập tức chúng ta sẽ ra được 1-2 khách hàng xung quanh chúng ta liền ngay lập tức à. Bây giờ cái phiên bản Minimize này á, ở trong này sẽ có 3 chai, 5 chai, 5 chai với phiên bản Minimize này và có 3 chai cổ vai gáy và 2 chai thẩm thấu nhanh mọi người. Đó, rất là dễ thương đúng không ạ? Và
thiết kế cũng rất là bắt mắt để cho các anh chị có thể tiện làm quà tặng cho người thân bạn bè của mình. Thì hiện giờ cái giá niêm yết của các set quà này đang là 279.000. Tuy nhiên là hiện giờ trên app DC của chúng ta cũng áp dụng cái ưu đãi cho dịp Tết á, cho nên là chúng ta cũng sẽ có những cái ưu đãi. Hiện giờ thì mình đang có một cái ưu đãi là mua 5 chai sẽ được tặng 1 chai. Có nghĩa là mua 5 là được 6, các anh chị có thể lên app của DC để nghiên cứu rõ hơn về cái chương trình ưu đãi này. Và khi mà các anh chị chọn mua sản phẩm á, thì các anh chị nhớ là điền vào cái link form ưu đãi nha. Ở trong đó có hướng dẫn rất là cụ thể thì mới có thể nhận được ưu đãi của mình. Tại vì cách đây 1-2 ngày á, thì cũng có các anh chị đã đặt hàng rồi, nhưng mà khi mà hàng chuyển đến thì lại không có nhận được cái quà khuyến mãi. Thì các anh chị cũng thắc mắc rất là nhiều. Thì sau khi rà soát lại á, thì team của Cơ Hồng Phượng cũng có tư vấn thêm cho các anh chị là bởi vì khi mà các anh chị đăng ký mua hàng thì anh chị lại chưa có điền vào cái form đăng ký hàng khuyến mãi, cho nên là các anh chị không có nhận, cho nên là các bạn ở bên BC các bạn ấy không có note được cái chi tiết này yêu cầu từ phía các anh chị, cho nên là mới bị xảy ra một số những cái vấn đề hiểu lầm như vậy. Cho nên là các anh chị hết sức là cẩn thận cái chỗ này nha các anh chị. Với lại ngoài ra thì để cho phát huy hiệu quả cái sản phẩm cao xoa này thì hiện giờ mình đang có hai combo, đó là combo yêu thương là gồm có hai chai đỏ và một chai xanh ạ. Hai chai đỏ và một chai xanh là một cái liệu trình sử dụng. Dạ đây, hai chai đỏ và một chai xanh. Dạ đây là hai chai đỏ và một chai xanh như thế này. Thì các anh chị sẽ thắc mắc là tại sao lại có một cái liệu trình hai chai đỏ và một chai xanh như thế này ạ? Thực sự là đây là một cái liệu trình, bởi vì như hồi nãy tôi cũng có chia sẻ là chai đỏ để ví dụ như vùng cổ vai gáy chúng ta đi, thì cái chai xanh sẽ có cái tác dụng là dùng để lăn cho cái vùng cổ nè, vùng gáy chúng ta, còn cái chai đỏ nó sẽ xịt vào vùng vai và vùng tai chúng ta. Khi mà chúng ta massage thì chúng ta sẽ đi một hướng từ trên đi xuống cả cánh tay, và cái thứ hai thì cũng thấy từ cổ chúng ta đi xuống thẳng đến lưng, thì đó nó là một cái liệu trình. Hoặc là đầu gối nè, thì khi mà chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta xoa vào cái đầu gối rồi thì chúng ta còn có cái chai bi lăng này, cái đầu bi lăng này để giúp xoa vào những cái hốc, những cái huyệt của cái đầu gối chúng ta. Tất cả trên những bộ phận của chúng ta đều có những cái huyệt để chúng ta xoa bóp, để chúng ta làm giảm thiểu những cái vấn đề chúng ta đang gặp phải. Chính vì vậy thì gia đình mình mới có những cái combo như thế này, để khi mà người mua họ sẽ có cái tác dụng nó rất là nhanh. Và đặc biệt hơn là khi mà chúng ta mua một cái combo như thế này thì chúng ta có thể có một cái liệu trình rất là tốt. Và cái combo này á, giá niêm yết của nó là 547.000, mà hiện tại thì tại vì mùa Tết á, cho nên là muốn cái sản phẩm này được đưa đến tay nhiều người hơn, cho nên hiện tại chỉ có là 439.000 thôi. Và cái combo thứ hai đó là một chai xanh và một chai đỏ. Nó cũng là một liệu trình như hồi nãy cơ vừa chia sẻ, nhưng mà nó sẽ có thêm một cái hộp quà. Hộp quà này á, là chúng ta có thể mang tặng cho những người thân nè, những người mà chúng ta cảm thấy yêu quý như là ba mẹ, là anh chị hay những người bạn của chúng ta. Và nếu như mà chúng ta sử dụng thì nó cũng là một cái điều rất là tiện khi mà chúng ta đem ra ngoài, chúng ta mang ra ngoài một cái sản phẩm như thế này trong túi, bỏ vào túi nè, bỏ vào giỏ nè, nó cũng rất là tiện lợi. Và chúng ta có thể làm quà tặng, với lại cái giá trị của cái quà tặng của nó rất là hay, bởi vì đây là một món quà sức khỏe. Và cái món quà sức khỏe này là được chính sản phẩm của gia đình Quốc Cơ Quốc Nghiệp nữa, cho nên là khi mà mọi người sử dụng sản phẩm á, thì đầu tiên là họ sẽ tin tưởng cái sản phẩm của mình. Đó là một cái lợi thế của chúng ta khi mà chúng ta mang cái sản phẩm này đến những cái khách hàng của mình. Mình thấy là có chị đại lý Bích Hòa Đồng ấy. Dạ xin mời chị ạ. Chị có thể bật mic lên ạ. Dạ xin chào cả nhà, chào anh chị ạ. Dạ chào chị. Dạ mình có một vấn đề mình cần nhờ bên tư vấn á, tại hôm trước có nghe training cái sản phẩm này có một lần rồi nên cũng không nhớ hết. Là không biết là bên mình có phải là cao lạnh hay không, tại vì hôm trước ba mình bị cháy xe đó, cái phần xương vai này nè nó chạm xuống đường, thì hôm đó nó chỉ hơi đau, hôm đó thôi không đau nữa. Bây giờ cái đau thì những ngày gần đây ông có xoa bóp bằng cái salon bath á, cái dạng gel salon bath á,
thì tự nhiên nó đau nhiều hơn, nên cũng không biết là phải do reo hay không. Thì đi xuống khám bệnh á, thì bác sĩ mới nói là cái này là bị viêm cơ, viêm gân gì đấy, mà có phải là xoa dầu nóng mấy hôm nay không. Thì ông lại nói là đúng rồi, xoa mấy hôm nay. Thì bác sĩ lại la quá trời, kêu là bị gân, bị cơ thì làm sao mà xoa cái dầu nóng được. Thì mới hỏi là, hỏi bác sĩ là vậy giờ xoa cái cao lạnh có được không. Tại nhớ cái sản phẩm này hôm trước hình như có nghe có nói cái gì cao lạnh hay sao á, mà tại vì có một lần nên cũng không nhớ hết. Thì mình mới hỏi, muốn hỏi là bây giờ như ba mình cái tình trạng như vậy á, giờ xài cái sản phẩm bên mình có được không? Nhưng như bị cái vùng vai như thế này thì mình sẽ dùng cái chai nào để mình sử dụng ạ? Dạ, xin cảm ơn. Cảm ơn chị Bích Hòa bên Đồng Nai ạ. Khi mà như cái vấn đề chị vừa chia sẻ, khi mà chúng ta bị đau á, cái sản phẩm này lúc đầu có chia sẻ là cái sản phẩm này nó có hai cái cơ chế rất là đặc biệt. Đầu tiên là nó sẽ ấm nóng lên để làm giãn nở những cái mạch máu của chúng ta, để cho máu huyết nó lưu thông. Và cái sau khoảng 15 đến 20 phút thì cái sản phẩm này nó sẽ chuyển sang lạnh, để cho nó phục hồi lại những cái tĩnh mạch, những cái mạch máu của chúng ta vừa giãn nở, nó sẽ trở lại vị trí ban đầu để nó phục hồi. Và song song đó thì cái sản phẩm này có rất là nhiều thảo dược để nó giúp cho những cái phần gân cơ của chúng ta nó thấm sâu vào cái phần gân cơ, nó có những cái chất để làm cho nó khỏe mạnh hơn và nó mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy thì cái sản phẩm này rất là phù hợp với những cái vấn đề chị vừa đưa ra. Nhưng mà nhớ là khi mà té xe thì cơ sở là nó bị chảy, cho nên là chúng ta không sức vào vết thương hở nha chị. Khi mà chúng ta bị chảy chúng ta không thoa vào. Dạ, té xe lâu rồi nó không có bị chảy nếu chị bị chấn thương ở phần trong như thế nào nó đâu vậy thôi. Dạ, ngoài cái việc mà chúng ta xoa thì chúng ta có thể dùng thêm cái đầu bi lăng để chúng ta ấn vào những cái huyệt. Cơ cũng có những cái video ở trên YouTube để hướng dẫn mọi người là sử dụng cái sản phẩm đó như thế nào, và có những cái huyệt nào nằm ở đâu thì chúng ta sẽ xem và chúng ta sẽ sử dụng một cách đúng cách đó, thì nó sẽ có cái hiệu quả rất là tốt chị ạ. Dạ, dạ cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, tiếp tục cái câu chuyện của combo ấy, thì ngoài cái combo yêu thương ra thì hiện giờ thì mình cũng có một combo khác nữa là combo tình thân các anh chị, là bao gồm có một set quà, bao gồm một set quà và một chai xanh, một chai đỏ như thế này ạ. Thì hiện giờ thì hai combo này cũng đã được tiến hành lên kệ của BCA rồi. Cho nên là nếu mà các anh chị có thể vào app BCA thì các anh chị có thể tham khảo thêm thông tin về hai combo này. Và hai combo này hiện giờ cũng đang có giá ưu đãi mọi người. Hình như ưu đãi tới mười mấy phần trăm lận á. Cho nên là các anh chị có thể vào app BCA để nghiên cứu thêm. Bây giờ thì mình thấy là thời gian bắt đầu cũng là sớm, là 6:30, chắc các anh chị cũng chuẩn bị đi làm rồi. Cho nên là xin mời chị Kim Dung ạ, xin mời chị chia sẻ và có thể là chắc là chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây ạ. Dạ, cảm ơn anh Worker và chị Hồng Phượng rất là nhiều. Có lẽ là các anh chị cũng đã biết anh Worker vừa rồi thì chúng ta thấy là tháng 12 năm 2021 á, thì anh chị đã đạt kỷ lục gia của cái chương trình, của cái tiết mục biểu diễn đó là chống đầu đi 60